Bây giờ mình làm qua bài 3.3, đó là viết hàm copy hai chuỗi, sau đó nhập vào một chuỗi copy ra sang chuỗi thứ hai và xuất cái chuỗi thứ hai ra. Rồi bây giờ mình tạo một cái project mới là 3.2. Bây giờ mình thấy cái việc copy chuỗi là cũng giống như đơn giản thôi, giống như mình việc copy nội dung của hai mảng với nhau. Vậy mình sẽ dùng một vòng lặp duyệt qua mảng thứ nhất, dán giá trị qua mảng thứ hai, ok nào. Và đương nhiên hai cái mảng này là tốt nhất là cái số lượng phần tử của nó phải như nhau. Rồi, bây giờ mình bắt đầu viết nha. À mình không có gì trả về cho nên là boy. Từ chuỗi 1 sang chuỗi 2 thì y CH1 CH1Y khác với cả chuỗi 0. Y nhỏ hơn là nào. Cái này mình phòng hờ thôi, chứ thường khi lại nhập chuỗi vào thì nó phải kết thúc chứ không thể nào vượt qua N đâu. Mình cứ làm vậy thôi. CH2Y bằng CH1Y. Đúng rồi. Nếu mà mình làm khác luôn á thì nó sẽ không có lưu cái ký tự chữ không này qua đâu nha. Đó. Cho nên mình chạy luôn một vòng lặp cho nó khỏe, chứ nếu không thì sau này hết cái vòng lặp này rồi các bạn phải gán cái CH2Y đó là bằng số 0, đúng không? Thì cũng được, nó đỡ được mấy mấy lần tính. Thì cứ làm vậy đi. Rồi chạy xong là đến đoạn đó là dừng lại một trong hai trường hợp này. Một là phần tử CH1Y lúc đó là bằng chữ 0 hoặc là Y là bằng N rồi, thì mình sẽ kiểm tra nếu như Y nhỏ hơn N, đúng điều kiện này, cái kết thúc bằng điều kiện kia, thì cái gì CH2Y sẽ bằng cái tự chữ 0, tại vì cái này nó không gán được. Ở trên kia tới đây nó dừng mất tiêu rồi, đúng không? Mình gán như vậy thôi. Và cũng như mình đã phân tích á, là chuỗi mình truyền vào là mảng hay là chuỗi đây á, mình truyền vào trong cái hàm này thì sẽ truyền theo kiểu là tham chiếu, cho nên giá trị CH2 được gắn bằng CH1 sẽ giữ nguyên như thế sau khi mình ra khỏi cái hàm của mình. Nên bây giờ mình cho hàm main mình sẽ khai báo hai chuỗi cha CH1 50 phần tử đi ha. Xin lỗi, ở
đây y cho tăng y hoặc cộng nè. Thật là bây giờ mình sẽ làm bài. Thật là hư quá đi. Rồi lại nha. Đây nguyên. Thì chỗ vừa mới copy là Tây Nguyên. Ok rồi ha. Cái việc mà mình quên đi một cộng này này ha là sẽ dẫn tới lặp vô hạn, cho nên lần sau mình phải cẩn thận cái chỗ đó.